Tôi sẽ phổ biến luật cho các bác chơi, được chưa? Hai bác, các bác đều mặc áo vàng, đúng không? Các bác nhìn lại áo xem nào. Rồi. Có đúng là hai bác đều mặc áo vàng không? Đúng rồi. Đều mặc quần màu gì? Quần màu gì nhỉ? Màu nâu. Không, quần màu xám. Màu xám. Đúng không? Quần màu xám. Đấy, và hai bác đều đi dép siêu nhân. Bác này đi dép gì? Siêu nhân. Siêu nhân á? Người nhện chứ? Người nhện đúng không? Thế bác này? Siêu nhân. Siêu nhân đúng không? Hai bác đều đi chất len, đúng chưa? Bây giờ công bằng chưa? Nhưng mà hai bác phải ngồi nghiêm chỉnh mà, không được, không được ngồi xiên xẹo. Đấy, bây giờ tôi nói này, từ 1 đến 3, bác nào xuống trước, bác ấy sẽ được chơi. Và bác nào mà đã xuống trước là bác ấy chơi, và cái bác thứ hai không được chơi nữa, hiểu chưa? Tức là kể cả là bác thứ nhất có chơi bị thua, bác ấy vẫn chơi tiếp, mà bác thứ hai không được chơi, hiểu chưa? Đấy, Thành với này Phong hiểu chưa? Đấy, nên là bây giờ phải thật chú ý, ai xuống trước thì người đấy được chơi. Đấy, hiểu chưa? Bây giờ đến từ 1 đến 3, đến 2 cũng không được xuống. Ai xuống trước đến 2 cũng là phạm quy. Phạm quy là bị loại. Và cái người ở vẫn còn ở trên ghế là người thắng cuộc, hiểu chưa? Đấy, bây giờ tôi nói 1, 2 các bác cũng không được xuống, hiểu chưa? Bởi vì sao? Đã đến 3 đâu đúng không? 3 đâu. Phải đến 3 đấy. Bây giờ tôi nói nè, 1, 2, 3 thì các bác xuống. Nhưng mà tôi chưa đấy, tôi chỉ giả vờ thôi, hiểu chưa? Đấy, các bác thấy là được rồi. Bây giờ nhưng nếu như mà tôi nói mà 1, 2 cũng không được xuống, hiểu chưa? Đấy, bác nào, thế còn xuống như nào thì được nhé. Bây giờ ai chạm chân xuống trước thì là người đấy được, được chưa? Bây giờ nhá, chuẩn bị này. Đấy là đến Phong không được đỗ tên ấy. Bây giờ ngồi nghiêm chỉnh vào. Phong ngồi nghiêm chỉnh. Thành ngồi nghiêm chỉnh như đi xe máy bình thường, được chưa? Rồi tôi đếm này, chuẩn bị tập trung nhá, thật tập trung vào để tôi nói này, thật tập trung vào này. 1, 2. Ở hai bác cùng vào quy đấy, tôi đã nói rồi mà không nghe, hiểu chưa? Ấy lại nhớ chưa? Nghe này này, không được manh động nhá, không được. Tôi nói bao giờ đến ba mới được, bao giờ đến ba thì mới được gì? Vẫn được xuống đúng không? Đấy, nên mà 1, 2 nó cũng không được xuống, hiểu chưa? Đấy, à, ngồi đây, ngồi nghiêm chỉnh vào như đi xe máy. Thành để chân vào như đi xe máy. Phong ngồi như đi xe máy. 1, 2. Thế là xuống. Đấy, Phong mới đấy rồi chứ không là Phong vọng quy nhá. Bây giờ tôi thử chơi thử một lần này nữa. Ai mà vẫn được một thử một lần nữa, một còn lần thứ ba là không được. 1, 2. Được rồi, bây giờ nhá, chơi thật này. Bây giờ chơi thật này. Chơi thật nhá. Chơi thật, nào phải lắng nghe này. 1, 2. Được rồi. Tốt, thầy nữa tốt. 1, 2. Đấy, Thành vị nhá, thấy chưa? Thành vị nhá. Nhưng mà thôi, Thành lúc đấy tha cho Phong rồi, bây giờ tha cho Thành lần này, hiểu chưa? Nên là không được. 1, 2. À, được. 1, 2. À, đây rồi. Tao đốt lần này cho Thành nữa thôi nhá. Lần nữa sau là Thành bị thua đấy. Nhá, nhớ chưa? 1, 2. Thế cô bây giờ có được nào loại Thành không? Hả? Cô Thành có bị loại không? Thành bị như thế không? Không loại tại sao không loại Thành? Không loại đâu, thôi. Sao lại không loại? Xin lại. Trở lại nốt lần này nhá, đấy Phong nhường, Phong còn nhỏ mà còn nhường này nhá. Nghe này, bây giờ chơi thật này. Một lần cuối này, nghe này, nhìn vào đấy, tập trung vào. 1, 2, 3. Đứa nào xuống trước, đứa nào xuống trước? Đứa nào xuống trước? Xuống trước chưa? Hả? Có xuống trước chưa? Chưa, ba xuống trước cũng lúc. Phong xuống trước hay là xuống sau? Sau. Phong xuống trước hay xuống sau? Nói đi. Tôi Phong xuống trước. Đấy, Phong xuống trước thôi, mà Phong xuống trước mà. Đang ngồi lên tự nhiên tôi phát xuống luôn, rồi Phong cứ đứng ở đây, tôi cũng đứng để cho tôi xuống sau, rồi Phong bước xuống. À, nhưng mà cho xuống nha. Biết. Nhìn rồi. Phong nó bảo nó xuống trước rồi, nó làm sao mà nó nói dối được? Đúng không? Đâu thì xem là Phong bây giờ ngồi xuống lại. Đúng lúc đấy Phong không ngồi cho sơ đâu mới ngồi rồi. Đúng rồi, một lần nha, cho ngồi từ từ phong xuống trước đúng không? Phong có chắc chắn là Phong xuống trước?
Nhưng cô chắc chắn là xuống trước không? Nó qua một lần xuống trước rồi. Thôi cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Thế chắc chắn là xuống trước không đã? Cứ bây giờ phải tất cả phải bình tĩnh nha. Bây giờ Phong ngồi yên này. Tí xong là xuống theo cái cách lúc nãy Phong xuống nào. Phong xuống y hệt như lúc nãy nào. Thì để xem là có đúng như thế không. Nghe nhá, bây giờ nè. Bây giờ cậu chú vừa đếm lên 3 nhá. Cậu vừa đếm lên 3. Thì vừa về 1, 2, 3 này. Tới Phong xuống nhà, Phong xuống đi. Chạm xuống luôn đúng không? Đấy, bây giờ tính ai là người chạm chân xuống đất trước. Đây, thì người thắng. Thế cô Thà Thành xuống nhà. Đúng rồi, đúng rồi này. Đâu, Thà Thành như nào, hôm nay sao nào, từ nào tôi nói nhá, 1, 2, 3 xong là Thành xuống này. Thành chạm chân phải hay chân trái trước? Không chạm chân phải, chân trái trước, cứ đứng đẩy cho nó chạm này. Chạm chân này đúng không? Không. Xuống đất cơ mà. À, thì phải chạm xuống đất thì phải xuống chứ. Ai là người chạm chân xuống đất trước? Nhưng mà như này nhá. Nhưng mà có đúng là Phong ngồi như này. Phong ngồi như này xong là Phong để chân xuống này xuống ngay đúng không? Đấy, thế thì Phong xuống trước còn gì nữa. Thế thì Thành có để chân xuống ngay không? Không. À cái lúc ấy Phong, cái lúc mà tôi xuống trước bắt đầu là Phong mới xuống. Thế mà mình đang chân xuống trước. Thế là như nào? Bây giờ Phong giải thích xem nào, tại sao Phong lại xuống trước? Xuống bầu đế đếm đến 3 là Phong đặt chân xuống luôn đúng không? Đây con anh bỏ xuống, con anh bỏ xuống. Còn Thành thì xuống như nào? Bắt đầu hiện đếm đến đến 3 đến 3 bắt đầu là nhảy xuống luôn đúng không? Xuống luôn đó. Thế bây giờ đứa nào xuống trước được nhỉ? Thôi được rồi, bây giờ chơi trò như này, ai xuống trước, nhưng mà cái quan trọng đây là phải cầm được chiếc dép này. Đấy thì mới là người xuống trước nhá. Đây, ngồi lên trên xe như bình thường đi. Ai chạy bây giờ không tính chạm chân nữa, hiểu chưa? Bởi vì chạm chân là không biết được ai xuống trước, hiểu chưa? Ai nhặt được chiếc dép này trước thì người đấy thắng, hiểu chưa? Hai đứa có ok không? Ngồi lên như bình thường nhá. Ngồi yên này. Phong ngồi trước cơ. Cứ ngồi sao đấy. Bây giờ ngồi đứng bên này cơ. Nhưng Phong ngồi trước cơ. Là lúc mà cho chồng ngồi trước. Ngồi trước là nhỉ? Ngồi trước là nhỉ? Tôi mắc trước. Không, Phong nó bé. Nên có làm sao? Phong bé hơn đúng không? Phong mấy tuổi rồi? Nó gửi em bộ. Thế rồi đây? 5 tuổi rồi. Lớp 2 thế thì 7 tuổi thì mình nhường cho 5 tuổi chứ. Có được không? Có nhường không? Bây giờ nhá, chơi thử đó. Bác nào xuống bắt trước, hiểu chưa? Thì để tôi còn thay đổi cái vị trí để dép này, hiểu chưa? Nha, nào. Đây là đếm bình thường thì không dọa nữa, đếm thật 1, 2, 3 luôn này. 1, 2, 3. Nhanh xuống. Hai đứa bằng nhau à? Ừ. Thôi đấy, từ đấy hai đứa bằng nhau thì là được không? Thì nào hòa được chưa? Đấy kìa, một Phong vô trước cơ. Thì bên này đấy. Nào ngồi lên, bây giờ đấy này. Đau có đau không? Đau, ngồi lên ngồi. Đau quá. Đau. Có đau lắm không? Đau nó phải bảo nhá. Đây, ngồi đây, bây giờ chơi nghiêm bằng, nghiêm túc này. Công bằng nghiêm túc luôn nhá. Ngồi lên, Thành ngồi lên cẩn thận. Bây giờ tôi đếm này. Bây giờ là tôi đếm mà tôi nói trước là tôi quá dọa, được chưa? Nên các bác phải chú ý. Không, các bác cứ chú ý, bây giờ nó 1, 2 thôi nào, các bác vẫn phải bình tĩnh, hiểu chưa? Nào, 1, 2, được. Bây giờ nhá, 1, 2, 3. Đứa nào được, bây giờ đứa nào được? Tự nhiên nó làm xuống, nhưng mà đã cho nó không xuống. Sân Phong lại cắn cậu Thành. Không. Phong cán được cậu Thành đúng không? Phong có cán không? Cán rồi đúng không? Thế Phong có cán không? Đúng 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 không? Sao Thành lại thế? Thôi được rồi, đi vào đây. Rồi tất cả đi vào đây, không chơi trò này nữa. Ra tao bảo. Ra tao vẫn giữ cho. Nghe đây này. Bây giờ không ấy nhá. Bây giờ Phong có... À, Thành có chiều cháu không? Dạ muốn biết nghề được treo rồi. Chiều thế vào vòng ngoài hay chiều Thành à? Dạ treo. Thằng nghề treo muốn biết nghề. Một tí hay treo, một tí hay treo. Có cuốn lên đọc người ta bị đánh.
Thế là bị ai đánh? Bị vợ bác đánh à? Con xích cổ. Mẹ đánh. Con xích cổ. Xích cổ Thành á? Thành xích cổ Phong á? Thế sao cậu Thành thì xích cổ Phong? Phong thích ở trong. Cháu làm sao mà thích? Thôi bây giờ nhá, tất cả nín đi. Nín đi, nghe này. Nghe bây giờ nhá, bây giờ chơi trò này thì không được rồi. Bây giờ hai cậu cháu phải khoa qua nhau. Khoa với nhau vì làm hòa với nhau thì mới được. Nào. Bây giờ bắt tay nhau đó, bắt tay ra. Đấy, bây giờ coi như là bây giờ là Phong là có nhường Thành không? Đấy, cháu nó còn nhường thế thì vừa Thành có nhường Phong. Từ nay có nhường Phong không? Có nhường. Đấy, cười lên, hai đứa cười, Thành cười trước. Cười tươi lên, cười trước. Thôi được rồi. Bây giờ nhá, thôi bây giờ chơi này. Bây giờ sẽ cho Phong chơi trước. Nhưng Phong mà bị thua là Thành vẫn được chơi. Đấy, hai đứa có đồng ý không? Thành có đồng ý không? Hay là Thành muốn chơi trước? Phong chơi trước nhá. Rồi, ok.